Vì vậy Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề gì. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý lìa xong cho rồi. Nghe lời Phật dạy nên thôi, luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông. Nếu thực hiện được với lòng, chính là chân thật ở trong trần này. Phần 8. Những lời dạy sau cùng của Đức Phật dành cho các môn đồ của Ngài để truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Đức Phật dạy: Này ông A Nan và đại chúng, còn mấy tháng nữa Như Lai nhập Niết Bàn. Các tỳ kheo và đại chúng có thắc mắc gì, cứ hỏi Như Lai dạy cho. Nhưng phải hỏi phần gì thật sự cần thiết và hỏi từng câu một, để ông A Nan Đà ghi lại rõ ràng truyền cho hậu thế. Đức Phật vừa dứt lời, có rất nhiều vị đứng lên thưa hỏi. Vị thứ nhất là ông Ma Ha Ca Diếp trình hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, xin cho con hỏi, tánh Phật là sáng suốt, nhưng sao không nhớ tạo công đức để trở về Phật giới, mà cứ luân hồi mãi trong trái đất và tam giới này? Kính bạch Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Ma Ha Ca Diếp, tánh Phật tuy sáng suốt, nhưng khi vào mượn thân con người, tánh Phật không còn sáng suốt nữa là có ba nguyên do. Một là tử cung của người mẹ là nơi ngủ 9 tháng 10 ngày để quên hết những gì mà tánh Phật thấy, nghe, nói và biết trong Phật giới. Tử cung của người mẹ là nơi sinh ra con người. Trong mỗi con người có cái tánh, trong tánh con người có 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. 16 thứ tánh này bao kính thân người và tánh Phật trong đó. Nên tánh Phật khi thấy, nghe, nói hay biết đều phải xuyên qua 16 thứ của tánh người, nên không thể nào thấy, nghe, nói hay biết sáng suốt được. Hơn nữa, con người sống được là nhờ trái tim co bóp liên tục thì con người mới sống được. Trái tim co bóp để máu lưu thông. Trong máu này có hằng hà sa số cái bong bóng máu. Vì vậy, khi tánh Phật thấy, nghe, nói hay biết phải xuyên qua hằng hà sa số cái bong bóng máu này. Do đó, tánh Phật không còn sáng suốt là vậy. Hai, trong tánh của con người có hai thứ phát ra rất mạnh. Một là tưởng, hai là tham. Vì tổ chức thân và tánh người như vậy, nên tánh Phật mượn thân con người bắt buộc phải làm theo sự ham muốn của tánh người. Tánh người thích làm gì thì tánh Phật phải làm theo. Vì vậy, khi tánh Phật vào mượn thân người tạo công đức thì phải phục vụ cho tánh người ít nhất là 50 đến 100 tỷ năm, có khi còn hơn gấp mấy lần nữa mới trở về Phật giới được. Ở trái đất này gọi là thế gian, nên người ta bày ra đủ chuyện để gian dối với nhau, như bịa đủ thứ chuyện để lấy tiền của những người không biết, bịa đủ thứ để hù dọa những người không biết lấy tiền của những người này, vân vân. Nói đến cái gian xảo của người thế gian này không thể nói hết được. Vì vậy Như Lai mới viết ra tập Quyền Ký, nói ra sự thật trái đất này, để khi loài người văn minh lên thật cao họ biết. Nhưng người ở thế gian này chửi Như Lai là ông thầy dạy tà đạo. Những người chuyên cúng, tụng và hậu niệm chửi Như Lai nhiều nhất. Nghe Đức Phật nói đến đây, ông Maha Ca Diếp khóc, nhưng ông cũng tiếp tục hỏi thêm câu thứ hai. Ông Maha Ca Diếp trình hỏi câu thứ hai: Kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao khi thành Phật mới thoát ra ngoài cái vỏ bọc của tánh người, còn trước kia sao không thoát ra được?
Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Mahakayip, ở thế giới hai tam giới này không ai thành Phật được, kể cả Như Lai. Như Lai chỉ là người toàn năng toàn giác thôi. Nó rõ nghĩa hơn, Như Lai chỉ là người có năng lực nhìn thấy rất xa, biết được tường tận mọi sự, mọi vật trên trái đất và tam giới này. Sở dĩ Như Lai có được hai phần này là có nguyên do như sau. Trong vỏ bọc tánh Phật của Như Lai chứa một lượng công đức thật nhiều. Công đức là loại ánh sáng cực dương, phá được vô minh của tánh người, nên thấy, nghe, nói và biết của Như Lai không bị tánh người làm biến dạng. Nhờ vậy mà tánh Phật của Như Lai mới toàn năng toàn giác được. Nhưng nhiệm vụ của Như Lai là dạy cho loài người, ai muốn trở về Phật giới biết công thức để trở về. Nhưng công thức này không dạy công khai hiện tại được, mà phải đợi đến khi nào loài người văn minh lên thật cao thì công thức giải thoát này mới được dạy ra. Ông Mahakayip lại hỏi: Loài người văn minh lên thật cao, họ có kiến thức như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Mahakayip, loài người văn minh lên thật cao, họ có những hiểu biết như sau. Họ biết trái đất này là do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi vòng quanh mặt trời. Họ biết trên không họ chế tạo ra phương tiện bay như chim, chở hàng mấy trăm người và hàng hóa. Trên mặt đất họ chế tạo ra xe chở cũng rất nhiều người và hàng hóa. Dưới nước họ chế ra thuyền chở cũng rất nhiều người và hàng hóa. Nói chuyện, người đứng ở đây nói chuyện với người ở nước Trung Hoa giống như hai người đứng gần nhau vậy. Ông Mahakayip nhìn Đức Phật cười và nói: Kính thưa Đức Thế Tôn, có nói quá hay không vậy? Đức Phật cười và nói: Ông là đệ tử lớn mà còn nghi ngờ Như Lai nói không thật, thì thử hỏi những người chuyên cúng lại và cầu xin người khác ban phước, làm sao họ hiểu lời Như Lai nói được? Ông Mahakayip hối lỗi rồi lui ra. Vị thứ hai là ông Ubali trình hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, sao loài người có kẻ khôn người dại? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Ubali, ở thế giới loài người chia ra làm 10 tầng bậc, mới có người khôn kẻ dại khác nhau như vậy. Như Lai phân chia ra 10 tầng bậc như sau: 1. Cửu Thánh Nhất Phàm, người này rất khôn lanh. 2. Bát Thánh Nhị Phàm, người này cũng còn rất khôn lanh. 3. Thất Thánh Tam Phàm, người này khôn lanh vừa. 4. Lục Thánh Tứ Phàm, người này khôn còn rất ít. 5. Ngũ Thánh Ngũ Phàm, người này khôn dại bằng nhau. 6. Tứ Thánh Lục Phàm, người này khôn ít, dại nhiều. Nếu bị người khác lừa thì có đến 60% người nghe theo. 7. Tam Thánh Thất Phàm, người này khôn rất ít. Nếu bị người khác lừa thì có đến 70% người nghe theo. 8. Nhị Thánh Bát Phàm, người này hoàn toàn không khôn, nghe ai nói gì cũng tin. 9. Nhất Thánh Cửu Phàm, người này không chút nào khôn mà lại thích làm tôi tớ cho người khác. 10. Không Thánh Thập Phàm, người này ngu hoàn toàn, được xếp vào loại mê tín và cuồng tín.
Vị thứ ba là của ông Thệ Chí Thanh hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, những vị tu hành chứng đắc quả A-la-hán có giải thoát được không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Thệ Chí Thanh, người tu hành chứng được quả vị A-la-hán cũng giải thoát được, nhưng chỉ giải thoát được cái thân tứ đại này, chứ không trở về Phật giới được. Người muốn trở về Phật giới phải có ba phần như sau. Một là phải ham muốn trở về Phật giới, không ham chứng đắc gì cả ở thế giới này. Hai, phải có công đức thật nhiều, A-la-hán không biết tạo ra công đức. Ba, phải biết công thức trở về Phật giới. Phần công thức này khi nào tập huyền ký của Như Lai truyền theo dòng thanh tịnh thiền được công bố ra thì mới có cơ may nhiều người biết. Còn trở về Phật giới cực kỳ rất khó. Vì sao? Vì con người có đến 90% chấp ngã, tức cho ta là người hiểu biết hơn hết. Vị thứ tư là của bà Lam Thi Phương Vũ hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, một vị Bồ Tát muốn trở về Phật giới phải làm sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này bà Lam Thi Phương Vũ, một vị Bồ Tát muốn trở về Phật giới phải làm ba việc. Một, phải xả lời thệ nguyện tầm thinh khắp ta bà, cứu nạn cứu khổ cho những ai bị quan trái. Hai, phải trở lại dòng tộc sinh ra làm người. Ba, trung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức vào trung tâm vận hành luân hồi phía nam tam giới. Trung ấm thân bao tánh Phật bị tan ra thì tánh Phật mới tan rã ra, tánh Phật mới trở về Phật giới được. Vị thứ năm là của ông Thiết Thành Trung hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, tập quyền ký của Đức Thế Tôn truyền theo dòng thiền thanh tịnh, Đức Thế Tôn sẽ giao cho ai giữ? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Thiết Thành Trung, tập quyền ký này đúng 6 tháng nữa Như Lai kiểm thiền. Trong các môn đồ nào kiến tánh đầu tiên, Như Lai sẽ trao cho người đó truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Vị thứ sáu là của ông Ca Chiên Viên hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, Bát Chánh Đạo, con đường nào dễ trở về Phật giới nhất? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Ca Chiên Viên, con đường dễ trở về Phật giới nhất là con đường nhãn căn và nhĩ căn, nhưng chỉ là đầu đường thôi, chứ suốt con đường Như Lai chưa dạy. Vì sao? Vì đường trở về Phật giới nằm trong quyền ký của Như Lai truyền theo dòng thanh tịnh thiền. Khi nào quyền ký của Như Lai được công bố ra thì loài người mới biết con đường trở về Phật giới. Vị thứ bảy là của ông Lễ Trọng Quang hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, đạo giải thoát của Đức Thế Tôn dạy
Cớ sao Đức Thế Tôn không dạy cho đại chúng hiện nay? Vậy khi nào Đức Thế Tôn mới dạy? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Lễ Trọng Quang, đạo giải thoát của Như Lai dạy phải đợi đến đời Mạt Pháp, do một long nữ ở nước Rồng phổ biến ra. Và 60 năm sau, đệ tử của long nữ này mới cho công bố ra từng chi tiết một. Ông Lễ Trọng Quang trình thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, vì sao phải đợi đến đời Mạt Pháp long nữ mới dạy? Long nữ này là ai mà có sự hiểu biết sâu xa như vậy? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Lễ Trọng Quang, long nữ là người nữ ở nước Rồng. Đây là nhiệm vụ đặc biệt Như Lai không nói ra cho ông và đại chúng nghe được. Vị thứ 8 là của ông Thường Quang Chánh hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, người tu theo đạo của Đức Thế Tôn làm gì mà bị làm loài hoa báo? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Thường Quang Chánh, mục đích đạo của Như Lai là dạy con người giác ngộ và giải thoát. Các môn đồ của Như Lai, người nào không biết hai phần này, đứng ra dạy người khác, tức lừa người khác để lấy tiền, thì chắc chắn người này bị làm loài hoa báo, để trả nợ cho người mà người đó lừa gạt. Đây là quy luật nhân quả nơi trái đất này. Có ba trường hợp như sau. Một, thiền sư là người phải biết rõ giác ngộ giải thoát là gì. Nếu không biết, vì ham danh và tiền, tự xưng mình là thiền sư, đi đây đi đó dạy người khác, ngồi đó để người khác lại và cúng tiền cho mình, mà còn ngụy biện là ngồi đó cho người khác lại mình, là để người lại đốn cây cờ ngã mạng. Môn đồ này sau khi chết chắc chắn 100% vào làm loài hoa báo vài tỷ năm. Nhưng khi gần chết, người này tập sống như loài thực vật một thời gian rất dài. Hai, giảng sư là người phá rình giác ngộ cũng như giải thoát. Không biết giác ngộ cũng như giải thoát, cũng vì ham danh và mê tiền, bỏ tiền ra mua bằng cấp giảng sư, đi đây đi đó dạy người khác, nên không đúng chút nào. Vì bằng cấp giả, làm sao dạy đúng được. Môn đồ này sau khi chết cũng phải làm loài hoa báo. Đạo của Như Lai là giác ngộ và giải thoát. Thờ Như Lai mà lại mời thần nhập tượng để linh thiêng. Môn đồ này của Như Lai bày ra đủ chuyện để lấy tiền người khác. Môn đồ này sau khi chết cũng vào làm loài hoa báo. Ông Thường Quang Chánh thưa hỏi Đức Phật thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, ba trường hợp nói trên, môn đồ nào của Như Lai cũng vào làm loài hoa báo, vậy không có nghiệp nào khác sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Thường Quang Chánh, ở trái đất này sinh ra nhân quả có 7 con đường đi. Một, người nào làm phước thiện dương, ham muốn vãng sanh lên các núi trời hay nước cực lạc sinh sống, sau khi chết chắc chắn được vãng sanh lên các nước trời hay nước cực lạc sinh sống. Hai, người nào làm phước thiện âm, ham muốn đời sau làm người giàu sang, sau khi chết chắc chắn được làm người giàu sang. Ba, người nào khi còn sống giành giật của người khác, sau khi chết chắc chắn vào làm loài ngạ quỷ sống, cũng gọi là cô hồn. Bốn, người nào khi còn sống
tự nhau nhân quả với nhau. Sau khi chết, ở trong dòng tộc được phân bổ làm người trong dòng tộc để trả nhân quả với nhau. 5. Người nào khi còn sống ham giết loài súc sanh, sau khi chết đầu thai vào làm loài súc sanh để trả nhân quả vì nga mang nghiệp sát hại súc sanh. 6. Người nào khi còn sống mà gây trọng tội, sau khi chết bị quả báo làm loài địa ngục. 7. Người nào khi còn sống lợi dụng đạo của Như Lai lường gạt những người ngu khờ dại dột như ba trường hợp nói trên thì phải làm loài hoa báo để trả nghiệp, chứ không có con đường nào khác. Vị thứ 9 là của bà Liên Thanh Loan hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, người sống ở trái đất là phải theo nhân quả luân hồi. Vậy tu như thế nào không bị nhân quả luân hồi? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này bà Liên Thanh Loan, ở trái đất này vừa máy động suy nghĩ, vừa đưa tay chân ra hành động là đã bị nhân quả rồi. Vì vậy, ở trái đất này không tu theo pháp môn nào mà giải thoát được. Bà Liên Thanh Loan liền thưa hỏi tiếp: Kính xin Đức Thế Tôn, vì sao quý vị giáo sĩ Bà La Môn dạy dụng công ngồi thiền, thân tâm được thanh tịnh là giải thoát? Có phải như vậy không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này bà Liên Thanh Loan, những vị giáo sĩ Bà La Môn khi ngồi thiền thân tâm được bất động, họ tưởng là giải thoát. Nhưng đây chỉ là giải thoát vọng tưởng của tánh người thôi, chứ giải thoát ra ngoài sanh tử luân hồi của trái đất thì không được. Như Lai có dạy trong 37 pháp thiền quán của pháp môn Tiểu Thừa có 4 cấp dụng công quán. Khi thân tâm bất động là chứng được quả bất động. Nếu nói về giải thoát thì chỉ giải thoát được thân tứ đại thôi, còn trung ấm thân không giải thoát. Muốn giải thoát trung ấm thân thì phải tu Như Lai thanh tịnh thiền, nhưng pháp môn này phải đợi đến đời Mạt Pháp mới dạy. Còn công bố phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp. Như Lai nói cho ông và đại chúng rõ, khi hết duyên sống nơi thế giới này thì người bất động phải vào sống trong hang núi thật vắng vẻ, chứ không nơi nào phù hợp với người bất động này. Người bất động này muốn sống bao lâu thì tùy ý họ. Vị thứ 10 của ông Thất Trường Thịnh hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, ở trái đất này muốn giải thoát không tu gì được sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Thất Trường Thịnh, ở trái đất này luân chuyển sinh ra nhân quả luân hồi. Tánh người chỉ cần suy nghĩ, thân con người chỉ cần máy động thì có nhân quả ngay. Do vậy, người muốn giải thoát không tu bất cứ pháp môn nào, mà chỉ cần tìm con đường trở về Phật giới mà thôi. Vị thứ 11 là của ông Thật Trung Khiên hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, ở trái đất này loài người sống chung với nhau, không tranh giành với nhau, có được không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Thật Trung Khiên, trái đất này cấu tạo bằng tứ đại và điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi. Âm dương trên lợi ích
thì cuốn hút ít, âm dương chênh lệch chiều thì cuốn hút nhiều. Vì vậy con người và vạn vật sống trên trái đất này phải hơn thua với nhau, do đó không cách nào sống chung mãi với nhau được. Như Lai nói cho ông rõ, như ông bà cha mẹ sống chung với nhau, đó là do nhân quả nhiều đời trước đã tạo với nhau, nên đời này mới sống chung với nhau được. Nếu nhân quả hết thì tự chia tay. Như Lai cũng nói thêm, loài người sống trên trái đất này không quá 10 tỷ người thì trái đất này bị diệt sự sống là do con người. Trái đất muốn tồn tại lâu hơn một chút thì con người phải biết, người nào cũng có tánh Phật, sống thường xuyên với tánh Phật thì mới mong trái đất này tồn tại lâu được. Còn con người cứ sống với tánh người thì trái đất này không tồn tại lâu được. Như Lai cũng nói thêm cho ông rõ, ở trái đất này ai cũng sống với tánh người, nên người khôn thì bịa ra đủ chuyện để lừa người dạy. Người dạy không biết nên nghe ai nói gì thì cũng tin, đem những chuyện ở trái đất này lừa người khờ chưa đủ, mà còn đem chuyện trên trời ra để lừa người ngu khờ nữa. Vì vậy đừng mong loài người sống chung trên trái đất này mãi được. Nếu loài người muốn sống chung trên trái đất này hòa thuận thì phải làm như sau. Một, giải thích ai cũng có tánh Phật thanh tịnh. Nếu hằng sống với tánh Phật thanh tịnh thì trái đất này được tồn tại lâu hơn. Còn sống với tánh người thì trái đất này sớm bị tan rã vậy. Ông thật trung khiên lại trình thưa hỏi tiếp. Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy chúng con muốn trở về Phật giới phải tu như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông thật trung khiên, ông và các người ở đây muốn trở về Phật giới không tu hành gì cả, mà chỉ quyết chí làm ba việc như sau. Một là phải có lòng kiên cố ham muốn trở về Phật giới. Hai, tìm đủ mọi cách tạo công đức thật nhiều. Ba, tìm học cho được công thức trở về Phật giới. Ông hay người nào thực hiện đúng ba phần nói trên thì chắc chắn trở về Phật giới rất dễ. Còn các ông ngồi đó mà dụng công tu hành kiểu này, hành thiền kiểu kia, dù có ngồi dụng công tu hành 10.000 năm hay gõ mõ tụng kinh 10.000 kiếp cũng không trở về Phật giới được. Vị thứ 12 là của bà Lam Ngọc An hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con quyết chí tạo công đức có bị nhân quả không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này bà Lam Ngọc An, ở trái đất này ham muốn hay hành động gì cũng có nhân quả cả. Bà ham muốn tạo công đức cũng bị nhân quả, chứ không có ngoại lệ. Bà Lam Ngọc An ngạc nhiên hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con tạo nghiệp phước đức dương, nghiệp phước đức âm hay ác đức, có nhân quả là phải. Còn chúng con tạo công đức thì làm gì có nhân quả? E Đức Thế Tôn có dạy lầm chăng? Đức Phật dạy: Này bà Lam Ngọc An, Như Lai là người toàn năng toàn giác thì làm gì có chuyện lầm. Bà Lam Ngọc An lại ngạc nhiên hỏi Đức Phật tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con bị vô minh dài đặc, không hiểu lời của Đức Thế Tôn dạy, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này bà Lam Ngọc An, ở thế giới tạo ra nhân quả này, hễ suy nghĩ hành động là có nhân quả rồi. Nhưng nhân quả có hai chiều. Chiều một, bà ham muốn tạo ác đức, như là giết người, lường gạt người khác, cướp giật của người khác,
là bà tạo ra nghiệp ác đức, phải đi trả nợ, như là làm rồi súc sanh nếu bà giết thú, làm cô hồn nếu bà giành giật của người khác, làm đồ thực vật nếu bà không biết giác ngộ giải thoát là gì, bà nói là biết. Giả thầy tu tuyên bố là dạy giác ngộ và giải thoát. Khi hết duyên sống, bà sẽ phải đi trả nghiệp vào làm loài thực vật. Mà điểm chánh của bà là làm các loại nấm để trả nợ, Như Lai gọi là hoa báo. Chiều 2, bà ham muốn tạo công đức như giúp người khác giác ngộ, giúp người khác giải thoát. Bà ham muốn trở về Phật giới. Theo nhân quả nơi trái đất này là bà tạo ra công đức. Khi hết chuyên sống nơi thế giới này, bà được trở về Phật giới, cũng gọi là giải thoát. Bà Lam Ngọc An nghe Đức Phật dạy quá rõ, bà hết sức vui mừng lại tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 13 là của ông Linh Kiết Tường hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con không phân biệt được chánh tín và mê tín, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy một loạt 12 phần chánh tín và mê tín. Này ông Linh Kiết Tường, Như Lai dạy ông và đại chúng 12 phần chánh tín và mê tín như sau. 1. Lập chùa Thiền Tông thờ Như Lai để tu tập. Cảm ơn Như Lai dạy pháp môn giác ngộ và giải thoát là chánh tín. Cầu xin Như Lai ban giác ngộ giải thoát là mê tín. 2. Lập chùa bình thường thờ Như Lai ở thế ngồi thiền. Dụng công ngồi thiền và quán một trong 37 pháp để có chứng đắc theo nhân quả của trái đất này là chánh tín. Nói là trở về Phật giới là mê tín. 3. Lập chùa bình thường thờ Như Lai ở thế ngồi thiền, ngồi đọc trong 12 bộ kinh Đại Thừa để tìm hiểu lời của Như Lai dạy trong đó nói gì, để nói lại cho người khác nghe hiểu như mình, người này là chánh tín. Nói là trở về Phật giới là mê tín. 4. Lập chùa bình thường thờ Như Lai ở thế ngồi thiền, ngồi suy tư nghĩ tưởng, tìm hiểu hữu dụng vật chất để giúp loài người bớt vất vả, người này là chánh tín. Nói là để trở về Phật giới là mê tín. 5. Lập chùa bình thường thờ Như Lai ở thế ngồi thiền, ngồi dụng công niệm câu thần chú để có thần thông trị bệnh cho người khác, được danh là thầy y, sau khi chết được làm thần, người này là chánh tín. Nói là trở về Phật giới là mê tín. 6. Lập chùa thờ Đức Phật A Di Đà, làm phước thiện thật nhiều, ngồi niệm Phật A Di Đà thật niêm mật, ham muốn sau khi chết được vãng sanh lên nước Cực Lạc sinh sống và ở đây một thời gian dài là chánh tín. Nói sống ở nước Cực Lạc vĩnh viễn là mê tín. 7. Lập thiền viện, dụng công tu hành, chứng quả bất động là chánh tín. Nói trở về Phật giới là mê tín. 8. Lập tu viện là thờ thánh, cầu xin thánh rước lên nước trời ở sau khi chết, cầu xin thánh ban phước lành cho mình, hai phần trên là chánh tín. Đem hình hay tượng của Như Lai vào thờ là mê tín. 9. Cúng ở trái đất này. 1. Ở chùa là cúng cô hồn ở ngoài chùa vào 5 giờ chiều mỗi ngày là chánh tín. Cúng cho Như Lai ăn là mê tín. 2. Ở chùa, người tu trong chùa có hai việc làm. 1. Là học và hiểu các kinh của Như Lai dạy, nói lại cho người đến chùa nghe là chánh tín. 2. Là ngày nào cũng cúng cho Như Lai ăn,
tụng cho Như Lai nghe. Người này là mê tín. 10. Đình là nơi thờ thần, ngày nào cũng cúng cho thần ăn là chánh tín. Xin thần ban phước là mê tín. 11. Đền là nơi thờ những anh hùng dân tộc, đến cảm ơn và chiêm ngưỡng ngưng hạnh của các ngài là chánh tín. Cầu xin các ngài ban phước là mê tín. 12. Miễu là nơi những vị có lòng thương cô hồn, cất miễu ra để cho cô hồn có nơi ở, có phước, người này là chánh tín. Cất miễu ra xin cô hồn ban phước là mê tín. Ông Linh Kiết Tường nghe Đức Phật dạy một loạt 12 phần chánh tín và mê tín, ông đã rõ thông, hết sức vui mừng lại tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 14 là của ông Liên Thành An hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn Tịnh Độ Tông hiểu và tu sao? Chánh tín và mê tín, kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Liên Thành An, người tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông phải hiểu như sau: làm phước thiện thật nhiều, ham muốn vãng sanh lên nước Cực Lạc sinh ra và sống ở đây để hưởng sung sướng một thời gian dài là chánh tín, còn nói ở đời đời là mê tín. Vị thứ 15 là của ông Trạch An Thông hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy con ba câu. 1. Tu sao được thành Bồ Tát, nhiệm vụ Bồ Tát làm gì? 2. Tu sao được thành Bích Chi Phật, nhiệm vụ của Bích Chi Phật làm gì? 3. Tu sao được thành A-La-Hán, nhiệm vụ của A-La-Hán làm gì? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Câu 1. Này ông Trạch An Thông, người tu muốn thành Bồ Tát phải tu như sau: làm phước thiện được vô lượng, có nguyện lực thật mạnh là thập thinh khắp ta bà thế giới này, cứu nạn cứu khổ cho ai bị quan trái. Khi hết duyên sống làm người, được vãng sanh lên nước Tịnh Độ ẩn vào hoa sen, một ngày một đêm được sanh ra. Nhận nhiệm vụ Bồ Tát là thập thinh khắp ta bà thế giới này, nghe và thấy ai bị quan trái, khiến người này đến cơ quan có chức năng tiêu quan. Câu 2. Này ông Trạch An Thông, người tu muốn thành Bích Chi Phật phải tu như sau: chuyên tu để kiến tánh chỉ một căn thôi. Khi hết duyên sống ở trong dòng tộc, trong vòng từ 1 đến 6 tháng sẽ được trở lại làm người. Khi lớn lên tu Bích Chi Phật tiếp. Câu 3. Này ông Trạch An Thông, người tu muốn thành A-La-Hán phải tu như sau: chuyên ngồi thiền tu cho thân và tâm bất động, diệt hết các vọng tưởng của tánh người, kiểm soát được dòng điện từ âm dương trong thân người. Khi muốn tịch lúc nào tùy ý, không cần phải đợi đến quá già rồi mới chết. Khi chết được chứng quả A-La-Hán ngay. Vị thứ 16 là của ông Thách Thành Trung hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, tu như thế nào được làm thần chủ thế giới và thần chủ quốc gia? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Thách Thành Trung, người tu muốn thành thần chủ thế giới và thần chủ quốc gia phải tu như sau: người muốn làm thần chủ thế giới phải làm ba việc.
Một, ở thế giới này người đó phải giàu nhất thế giới. Hai, người đó phải bố thí đứng đầu thế giới. Ba, nói cho người thế giới nghe ai cũng kính trọng. Sau khi chết, tất nhiên được làm thần chủ thế giới, với điều kiện là thần chủ thế giới trước đã hết tuổi thọ, trở lại dòng tộc. Còn nếu thần chủ thế giới trước chưa hết tuổi thọ, thì phải đợi khi nào thần chủ thế giới trước hết tuổi thọ mới tiếp nhận thần chủ thế giới mới được. Hai, người muốn làm thần chủ quốc gia cũng phải làm ba việc. Một, ở quốc gia mình người đó phải giàu nhất. Hai, người đó phải bố thí đứng đầu quốc gia mình. Ba, người đó nói cho người ở quốc gia họ ai cũng nghe và kính trọng. Sau khi chết, tất nhiên được làm thần chủ quốc gia mình, với điều kiện thần chủ quốc gia trước phải hết tuổi thọ, trở lại dòng tộc. Còn thần chủ trước chưa hết tuổi thọ, thì phải đợi khi nào thần chủ trước hết tuổi thọ thì mới tiếp quản chức thần chủ quốc gia mình được. Vị thứ 17 là của ông Phất Chi Lương hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp môn giải thoát này sao Đức Thế Tôn không dạy chúng con, mà phải đợi đến đời mạt pháp mới cho người phổ biến ra? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Phất Chi Lương, pháp môn giải thoát này là pháp môn không tu hành, chỉ tìm đường trở về Phật giới. Người hiện tại có 4 dạng người. Một là thích dụng công tu hành. Hai là thích cầu sinh và lại người khác. Ba là thích làm thầy dạy người khác. Bốn là thích ngừa người khác để lấy tiền. Vì vậy pháp môn giải thoát này Như Lai không dạy thời hiện tại được, mà phải đợi khi nào loài người văn minh lên thật cao, dạy họ mới chấp nhận. Còn hiện nay các ông bà cứ cúng tối ngày, tụng suốt ngày, cầu xin và lại suốt ngày, thì làm sao dạy pháp môn giải thoát này được? Như Lai chứng minh cho ông thấy. Mới tháng trước Như Lai mới nói sơ qua pháp môn giải thoát này. Rất nhiều người chửi Như Lai và cho Như Lai là ông thầy điên. Trong đó có cả 10 đệ tử lớn của Như Lai nữa. Thử hỏi làm sao Như Lai dạy cho các ông bà được? Ông Phất Chi Lương lại hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, con người và vạn vật đều có tuổi thọ, vậy trái đất này có tuổi thọ không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Phất Chi Lương, tuổi thọ trái đất này là 10 tỷ năm. Cứ 10.000 năm trái đất này bị loài người tàn phá sự sống một lần. 1.000.000 lần như vậy, trái đất này mới bị tan rã hoàn toàn. Vị thứ 18 là của ông Triền Phượt Trung hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, cớ sao con người hủy diệt trái đất nổi? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Triền Phượt Trung, trái đất này cứ 10.000 năm bị loài người hủy diệt sự sống một lần. Khi loài người văn minh lên tột đỉnh rồi, chuyện hủy diệt trái đất là chuyện nhỏ đối với họ mà thôi. Vị thứ 19 là của bà Liên Thúy Oanh hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, hiện tại chúng con được Đức Thế Tôn dạy giải thoát mà còn ít người chịu tu. Vào đời mạt pháp làm gì có ai tu được? Kính thưa, như vậy có phải không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này bà Liên Thúy Oanh, câu hỏi của bà rất phải. Loài người hiện nay học thức còn kém, nên họ tin những hiện tượng lạ.
cộng với những người khôn lanh bịa ra lường gạt và kèm theo lời hù dọa nữa, nên không ai dám đem cái đầu hiểu biết chân thật ra để kiểm chứng. Vì vậy pháp môn giải thoát này ít người tu. Còn đến đời mạt thượng pháp, loài người học thức rất cao, họ hiểu về khoa học rất chính xác. Pháp môn thanh tịnh thiền này rất thực tế. Do vậy, người trí thức đọc được tập quyền ký của Như Lai truyền theo dòng thanh tịnh thiền, họ chấp nhận ngay, nên họ giác ngộ rất nhanh. Vì vậy mới có nhiều người tu. Vị thứ 20 là của ông Phú Nâu La hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con nghe Đức Thế Tôn dạy, chúng con đã hiểu sự sống trong tam giới này. Sao hiện nay có quá nhiều người lại cầu xin Thượng Đế cứu giúp họ? Việc cầu xin như vậy có kết quả gì không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Phú Lâu Na, sở dĩ ở trái đất này có nhiều người lại ông Thượng Đế là có hai nguyên do như sau. Một, người khôn lanh muốn ăn no, ở không nên nói như sau: Ở trên trời có ông Thượng Đế có quyền năng tột đỉnh. Ông Thượng Đế này sẽ ban phước cho người nào lại và cầu xin ông Thượng Đế. Hai, có hai dạng người sau đây. Người kém học thức tưởng thật nên tin. Người muốn nương tựa Thượng Đế để khoe với người khác, nên họ lợi dụng câu nói này để làm thầy. Ông Phú Lâu Na lại thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, hiện nay nhiều nơi lại cầu xin Thượng Đế hoặc vị thần hay vị thánh nào đó, có kết quả gì không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Phú Lâu Na, hiện nay nhiều nơi lại cầu xin Thượng Đế là có nguyên do như sau. Cách đây 42 năm, ở nước Ca Tỳ La Vệ này, có người tự xưng là con của ông Thượng Đế ở trên trời. Họ bảo là ông Thượng Đế sai ông ta xuống trần gian này dạy cho loài người biết như sau: Biết càn khôn vũ trụ trái đất này là do Thượng Đế tạo ra. Loài người và vạn vật trên trái đất này là do ông Thượng Đế làm ra. Con người là do Thượng Đế ban cho linh hồn. Vạn vật cũng là do Thượng Đế ban cho sự sống. Ông Thượng Đế có dạy: Người nào khi còn sống mà vâng lời dạy của ông Thượng Đế, viết trong các kinh của Ngài, người này sau khi chết được ông Thượng Đế rước lên nước trời sống đời đời, hưởng sung sướng không cần làm việc. Người nào ngày nào cũng lại hay cầu xin ông Thượng Đế ít nhất là 4 lần một ngày, thì ông Thượng Đế đổ phước vào đầu người đó. Những người ít học họ rất tin, cho là đúng. Còn những người có học thức cao, họ cười cho đây là không phải sự thật. Như Lai dạy cho các ông bà rõ: Thượng Đế có chứ chẳng phải không. Ông Thượng Đế này là vị chúa cai quản hành tinh cõi trời Thượng Đế. Ông Thượng Đế không xuống trái đất này được. Vì sao? Vì ông Thượng Đế mang thân bằng điện từ âm dương, có năm màu sắc rất đậm. Cường lực điện từ âm dương này mạnh gấp 10 lần điện từ âm dương nơi trái đất này, nên ông Thượng Đế không thể nào xuống trái đất này được. Vị nào nói ông Thượng Đế lập ra càn khôn vũ trụ, con người và vạn vật, vị này có bộ óc tính siêu xuất nên mới tưởng tượng ra được như vậy. Đáng khâm phục. Vị thứ 21 là ông Thực Lực hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, hiện nay Đức Thế Tôn là vị Phật dạy nơi cõi Ta Bà này. Vậy trước Đức Thế Tôn có bao nhiêu vị Phật nữa? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Phú Lâu Na, trước Như Lai có rất nhiều vị Phật.
Như Lai chỉ kể 28 đời Phật như sau: 1. Đức Phật Ca Diếp. 2. Đức Phật Trang Nghiêm Tôn. 3. Đức Phật Tỳ Bà Thi. 4. Đức Phật Thi Khí. 5. Đức Phật Tỳ Xá Phù. 6. Đức Phật Vô Biên Thân. 7. Đức Phật Bủ Thắng. 8. Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng. 9. Đức Phật Sư Tử Hống. 10. Đức Phật Cu Lu Tôn. 11. Đức Phật Đa Bủ. 12. Đức Phật Bủ Tướng. 13. Đức Phật Ca Sa Tràng. 14. Đức Phật Đại Thông Sơn Vương. 15. Đức Phật Tịnh Nguyệt. 16. Đức Phật Sơn Vương. 17. Đức Phật Trí Thắng. 18. Đức Phật Tịnh Danh Vương. 19. Đức Phật Trí Thành Tựu. 20. Đức Phật Vô Thượng. 21. Đức Phật Diệu Thinh. 22. Đức Phật Mãn Nguyệt. 23. Đức Phật Nguyệt Diệm. 24. Đức Phật Phổ Quang Minh. 25. Đức Phật Bảo Tích Quang. 26. Đức Phật Tràng Đăng Quang. 27. Đức Phật Nhất Thiết Tràng Quang. Và 28. Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Ông Thực Lực lại thưa hỏi tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, cho con hỏi thêm hai câu. Một, vị Phật đầu tiên nơi trái đất này danh hiệu là gì? Hai, Đức Thế Tôn là vị Phật thứ mấy ở trái đất này? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy câu một: Này ông Thực Lực, vị Phật đầu tiên ở trái đất này là Quai Âm Vương. Đức Phật dạy câu hai: Này ông Thực Lực, Như Lai cũng không tính hết được. Như Lai nói như sau cho ông nghe: Ở trái đất này cứ 10.000 năm có một người có nhiệm vụ dạy đạo nơi thế giới này. Khi viên mãn được trở về Phật giới gọi là thành Phật. Mà tánh Phật của Như Lai vào thế giới này khi trái đất này vừa đạt chuẩn sự sống. Như Lai đã sống nơi trái đất này và tam giới này đúng 7.800.000.000 năm, là nói con số chẵn. Vậy ông thử tính xem, Như Lai là vị được trở về Phật giới là vị thứ mấy từ khi trái đất này được ban bệ trời Tứ Thiên Vương cho hình thành đạt chuẩn sự sống. Ông thử tính xem, cứ 10.000 năm có một vị Phật ra đời dạy công thức trở về Phật giới. 10.000 năm có vị Phật dạy giải thoát. 100.000 năm có 10 vị Phật dạy giải thoát. 1.000.000 năm có 100 vị Phật dạy giải thoát. 1.000.000 năm có 1.000 vị Phật dạy giải thoát. Mà Như Lai sống ở trái đất và tam giới này 7.800.960.000 năm mới thành là người đại toàn năng toàn giác. Như vậy Như Lai là vị Phật thứ 7.896 vị thành Phật ở trái đất này. Đức Phật dạy: Này ông Thực Lực, ông muốn ghi danh hết những vị Phật nói trên không? Như Lai sẽ kể cho ông ghi. Ông Thực Lực thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, con không thể ghi được. Con xin cảm ơn Đức Thế Tôn dạy con. Ông Thực Lực lại tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 22 là của ông Thù Thắng An hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn dạy nhà lửa là sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Thù Thắng An, nhà lửa là nhà thiêu đốt. Nó ở đâu? Nó ở trong tam giới này. Gồm: một là ở trái đất, hai là ở cõi trời dục giới, ba là ở cõi trời hữu sắc và nước cực lạc, bốn là ở cõi trời vô sắc. Ở trong bốn nơi này, nơi nào cũng bị lửa vô thường đến rất nhanh, nên Như Lai gọi là trong nhà lửa. Ông Thù Thắng An hỏi thêm:
Kính bạch Đức Thế Tôn, còn một thời gian ngắn nữa Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Mới mấy ngày trước Đức Thế Tôn dạy thanh tịnh thiền, ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được bệ tánh thanh tịnh, nên ông biết thật rõ ràng trong bệ tánh thanh tịnh. Vì vậy, khi ông rời thế giới loài người này để trở về sống với thế giới mười phương chư Phật, thì ông biết đường, còn như chúng con chưa được nhìn thấy. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, muốn trở về Phật giới, làm sao con biết đường đi? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy ông Thù Thắng An. Này ông Thù Thắng An, ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được bể tánh thanh tịnh nơi chư Phật sống là vì ông có công đức thật nhiều. Như Lai dạy ông, việc nhìn thấy bể tánh thanh tịnh không quan trọng, mà muốn trở về Phật giới chỉ cần có ba yếu tố như sau. Một là thật sự ông muốn trở về Phật giới hay không. Hai là ông có tạo được nhiều công đức hay không. Ba, ông có cố gắng học thuộc lòng công thức để trở về Phật giới hay không. Nếu ông đủ ba yếu tố này mà ông thật lòng ham muốn, thì sẽ có một vị Phật phân thân vào thế giới này để dẫn ông về. Còn việc nhìn thấy bể tánh thanh tịnh, về đến đó mặc tình mà thấy. Ông Thù Thắng An lại hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy những người tu theo đạo của Đức Thế Tôn mà họ không tu theo pháp môn thanh tịnh thiền này, họ có được trở về bể tánh thanh tịnh không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Thù Thắng An, những người tu theo đạo của Như Lai mà không biết pháp môn thanh tịnh thiền này thì họ không thể trở về Phật giới được. Dù có dụng công tu thiền theo kiểu gì, hành thiền ra sao, năm hay mười ngàn đời cũng không trở về được. Vị thứ 23 là của ông Thuần Mật Nghệ hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản về pháp môn thiền thanh tịnh này để chúng con lấy đó làm chuẩn tu tập. Kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con. Đức Phật dạy: Này ông cư sĩ Thuần Mật Nghệ, căn bản nơi thế giới loài người nói riêng, còn nói chung là trong một tam giới, dù bất cứ ở đâu cũng tồn tại được là nhờ điện từ âm dương cuốn hút và luân chuyển để cho thế giới tồn tại. Như điện từ âm thì hút cứng lại, điện từ dương thì đẩy ra. Sự sống loài nào cũng do Phật tánh, luân hồi trong loài người là do 16 thứ của tánh người tạo nghiệp. Cũng vì cái nghiệp này mà con người bị luân chuyển đi các nơi. Loài người muốn hết luân hồi là duy nhất đường tạo nghiệp. Muốn không tạo nghiệp thì phải làm sao? Phải sống bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình thì nghiệp không phát sinh ra. Như Lai dạy cho các ông rõ về nghiệp. Khi các ông tạo tác lành và cầu mong đến cõi lành, thì nghiệp lành sẽ đưa các ông đến nơi tương đương để hưởng thụ. Khi các ông tạo tác ác, tự nhiên phải đến đó để trả nhân quả do mình đã tạo ra. Các ông luôn sống trong thanh tịnh, tức sống với cái tánh thanh tịnh của chính mình, mà biết tạo ra công đức nữa, thì chắc chắn sẽ được trở về sống trong Phật giới. Trên đây là căn bản mà Như Lai dạy nơi thế giới này. Vị thứ 24 là của ông Thịnh Hồng hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn vào sống trong Phật giới, vậy hình thể của Đức Thế Tôn trong Phật giới như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Thịnh Hồng,
hình thể của một vị Phật sống ở trong Phật giới giống như là một quả cầu tròn vậy. Khi ý của tánh Phật muốn phân thân đi đâu thì hình thể phân thân giống như là hình thể của loài đó vậy. Còn việc phân thân đi vào các hành tinh trái đất như sau: Phật con thì chỉ quan sát được trong trái đất mà vị Phật ở trước đó. Thế người nào muốn trở về Phật giới, khiến cho người đó đến nơi phổ biến pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền, học công thức trở về Phật giới. Phật huynh thì quan sát được trong một tam giới. Thế người nào muốn trở về Phật giới, khiến cho người đó đến nơi phổ biến pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền, học công thức để trở về Phật giới. Phật cả thì quan sát được trong một tiểu thiên thế giới. Thế người nào muốn trở về Phật giới, khiến cho người đó đến nơi phổ biến pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền, học công thức để trở về Phật giới. Phật có công đức nhiều hơn cả là Phật cả, thì quan sát được trong một trung thiên thế giới. Thế người nào muốn trở về Phật giới, khiến cho người đó đến nơi phổ biến pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền, học công thức để trở về Phật giới. Phật có công đức nhiều nhất thì quan sát được một đại thiên thế giới. Thế người nào muốn trở về Phật giới, phân thân đến khiến cho người đó đến nơi phổ biến pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền, học công thức để trở về Phật giới. Vị thứ 25 là của ông Lòng Ánh Quang hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, tập Huyền Ký khi công bố ra có tác dụng gì? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Lòng Ánh Quang, tập Huyền Ký này khi được công bố ra có 3 tác dụng. Một là mê tín được giảm 50%, hai là dị đoan được xóa sạch, ba là những lời dạy của Như Lai được chuẩn hóa lại đúng với lời dạy của Như Lai. Vì sao phải chuẩn hóa lại đạo của Như Lai? Vì đạo của Như Lai đến thời kỳ mạt pháp, những người tu theo đạo của Như Lai không ai hành đúng cả, mà họ vì danh và tiền đem các đạo trời, đạo tiên, đạo thần vào đạo của Như Lai. Như là đạo trời là của những vị lập ra tu viện để dạy những người tu lên các cõi trời ở hưởng sung sướng mà các môn đồ của Như Lai phải đem vào chùa. Đạo tiên là của những vị lập ra thiền viện để dạy những người tu được thành tiên hưởng sung sướng mà các môn đồ của Như Lai lại đem vào chùa. Đạo thần là của những vị lập ra đình để cúng mà các môn đồ Như Lai lại đem vào chùa cúng. Thậm chí cô hồn là loài còn đi xin thức ăn cúng của loài người, thế mà các môn đồ của Như Lai lại đem vào chùa thờ để dụ những người mê tín đến lại và cúng tiền. Nói đến việc làm sai của các môn đồ của Như Lai thì không thể nói hết được. Vì vậy Như Lai phải nhờ Long Nữ ở đất rồng cho đệ tử đến đời mạt thượng pháp công bố ra để chuẩn hóa lại. Pháp môn thiền tông học này khi chuẩn hóa lại thì cứu được rất nhiều người không bị nhân quả của trái đất này. Còn người tu nào mà không nghe thì phải chịu nhân quả đi vào làm loài thực vật.